Dế Choát nhận được nhiều sự chú ý khi tham gia chương trình Rap Việt mùa đầu tiên. Một số bản rap của anh được khán giả vô cùng yêu mến có thể kể đến như Cố Nhân Tình, Thằng Anh Em, Đời Lạ Lắm À Nghen. Dế Choát, tên thật là Châu Hải Minh, là một thợ xăm tattoo và là một rapper. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên Hải Minh đã bắt đầu đi làm từ năm lớp 9. Phải làm rất nhiều nghề để mưu sinh, Hải Minh đã nếm trải những cay đắng tủi hờn của cuộc đời. Ban đầu, cậu làm công nhân bốc vác ở chợ Tân Bình với mức thù lao thấp. Thế rồi, Hải Minh đã nghĩ đến hướng lên Đà Lạt để làm nghề, mặc thú bông chụp hình cho khách du lịch. Thời điểm đó, Hải Minh còn làm công việc chăn ngựa với mức lương khá ổn. Tuy vậy, những công việc tạm bợ cũng chỉ giúp Hải Minh có thu nhập để sống qua ngày. Tưởng chừng cuộc đời tăm tối sẽ theo Hải Minh suốt đời, thế nhưng trong lúc khó khăn, niềm đam mê mãnh liệt đã trỗi dậy trong Hải Minh. Từ cậu bé đã trộm máy xăm của người cậu để thử xăm lên mình hình xăm đầu tiên, đến nay Hải Minh đã sở hữu một tiệm xăm được nhiều người biết đến. Ngoài đam mê xăm hình, Hải Minh còn có sở thích ca hát, là người có khả năng viết rap và hát rap. Sau này, Hải Minh được cộng đồng underground biết đến nhiều hơn với nghệ danh Dế Choát. Sau đó ít lâu, nam rapper được mời góp giọng trong nhạc phim nổi tiếng, phim điện ảnh 789, 10 và Thập Tứ Cô Nương. Tiếp đến là khiến ai nấy trầm trồ khi ẵm hơn nửa trăm triệu view trong bài rap Đời Lạ Lắm À Nghen. Với một rapper chỉ vừa vào nghề chừng 2-3 năm như Dế Choát, thành công này hiếm ai có được, điều đó khiến nhiều người càng đặc biệt quan tâm đến nhân vật đáng gờm này hơn. Vậy nên, cứ thế mà tên tuổi Dế Choát ngày càng vang xa và giữ một vị thế riêng trong làng rap Việt. Tuy nhiên, việc nổi tiếng quá sớm và đạt được thành công trong thời gian ngắn đã khiến Dế Choát trở nên lạc lối, nhận thấy bản thân không chỉ trở thành thợ săn nổi tiếng mà còn sáng tác được những bản hit. Vì vậy nên, Dế Choát luôn ra đường trong trạng thái ngông nghênh, nghĩ rằng ai cũng phải nể mình. Để thoát ra khỏi điều đó, nam rapper sinh năm 1996 đã quyết định thay đổi cuộc sống của mình từ việc dọn đến sống ở một căn phòng trọ nhỏ, tiệm xăm cũng rời về một căn phòng nhỏ hơn, không còn ở mặt tiền như trước. Thời gian này, Dế Choát sống ẩn dật và lao vào sáng tác rất nhiều những ca khúc như một lời thú tội với chính mình. Trong đó, ba bài hát đinh nhất chứng minh cho mọi người thấy rằng Dế Choát đã thật sự trưởng thành, không còn là chàng rapper ngông cuồng như trước, chính là Đứng Lên, Nếu Sinh Ra Ở Một Nơi Khác và Ngày Mai. Khi những ca khúc này được phát hành, Dế Choát nhận được nhiều lời động viên, ủng hộ của khán giả. Thậm chí, anh đã khóc khi biết rằng mọi người vẫn dành rất nhiều tình cảm cho mình. Chính điều này cũng chính là động lực để anh quyết định đăng ký dự thi Rap Việt, tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mình. Sự nghiệp âm nhạc của Dế Choát sau 4 năm gắn bó cũng tích góp được khá sản phẩm âm nhạc nổi bật. Nghĩa qua loạt bản rap ấy, có thể dễ dàng nhận ra thế mạnh của nam rapper chính là lối gieo vần điêu luyện cùng flow ấn tượng và cách viết lyric có chiều sâu. Có thể nói, Rap Việt 2020 là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Dế Choát khi anh trở thành quán quân của Rap Việt mùa đầu tiên. Với danh hiệu này, anh chàng rapper sinh năm 1996 này đã tạo dựng một dấu ấn mạnh mẽ trong khán giả Việt và vị thế này khó thay đổi. Đây có thể xem là một sự đột phá lớn của Dế Choát trong năm 2020. Không chỉ vậy, ngôi vị quán quân Rap Việt của Dế Choát cũng đã giúp thay đổi suy nghĩ, quan điểm của gia đình anh về nhạc rap. Kể từ khi theo đuổi rap và xăm mình, Dế Choát và ba không bao giờ nói chuyện với nhau, nhưng nhờ tham gia cuộc thi mà ba đã có cái nhìn khác về anh. Với những ai lần đầu tiên biết đến Dế Choát, nhìn vào những hình xăm dày đặc trên khắp người anh, có lẽ sẽ không tránh khỏi cảm giác bất ngờ và có chút sốc nhẹ. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài xăm trổ đó, Dế Choát vẫn là một anh chàng rapper vô cùng khiêm tốn, sống kín tiếng, dễ xúc động và luôn chân thành với mọi người. Về tình cảm, Dế Choát là người khá lãng mạn trong tình yêu khi thừa nhận rằng mình đã phải lòng bạn gái ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Theo đó, bạn gái của Dế Choát tên Huỳnh Như từng đảm nhận vai chính trong MV Sài Gòn Buồn Quá Em Ơi của nam rapper. Huỳnh Như sở hữu vẻ ngoài xinh xắn nhưng cũng không kém phần cá tính và có chút nổi loạn. Có lẽ cũng chính vì điều này mà Dế Choát đã đứng hình mất 50 giây khi nhìn thấy cô ngay từ lần đầu gặp mặt. Chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ với bạn gái, nam rapper cho biết hôm đó anh vừa mua đồ ăn, vừa tạo dáng ngầu để tạo sự chú ý. Sau đó anh nhận được tin nhắn từ Huỳnh Như nhờ anh xăm mình, từ đó cả hai cũng dần phát triển thành tình yêu. Thậm chí nam rapper còn đùa rằng hình như cô gái này có trong tiền kiếp xuất hiện đâu đó trong đời mình, nên ngay từ lần gặp đầu tiên mới thấy quen thuộc đến như vậy. Được biết, Huỳnh Như hiện đang sở hữu một tiệm tóc trên Đà Lạt gần với tiệm xăm của nam rapper. Sau khi hẹn hò, cả hai đã chuyển về sống chung với nhau. Thời gian đầu khi mới gặp Dế Choát, ba mẹ của bạn gái đã rất bất ngờ và e ngại. Nhưng sau quá trình tiếp xúc, ba mẹ của bạn gái đã thấu hiểu và dần chấp nhận anh.